Chào các em nha. Chúng ta lại gặp nhau trong bài ôn tập về phép trừ trang 159-160 môn toán lớp 5. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì mời các em chúng ta cùng vào bài hôm nay nha. Let's go. Chiu. Bài số 1, tính rồi thử lại theo mẫu. Bài này thì họ sẽ cho chúng ta mẫu hay gì đây? Rồi, câu 1A. Họ cho cái mẫu như thế này. Đây là một trong những phép trừ. Phép trừ thì chúng ta có để tổng. Xin lỗi. Có số trừ, số bị trừ và hiệu. Và thử lại thì chúng ta họ sẽ lấy gì? Hiệu này cộng với số bị trừ. Và nếu mà ra được số trừ thì đây chính là gì? Đáp án đúng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái mẫu này nha. Rồi, có 2 bài. Các em có thể làm trong 10 nốt nhạc được không? Quá dễ, đúng không? Thầy sẽ đếm nha. Bắt đầu chưa? Bắt đầu nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăn gian hả? Rồi, đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, các em dừng lại nha. Các em dừng lại, được đến đâu thì đến. Và các em so sánh kết quả với thầy xem nào. Ta sẽ làm phép trừ đầu tiên nha. 8.923 trừ 4.157 sẽ bằng 4.766. Và bây giờ chúng ta sẽ thử lại nè. Lấy 4.766 cộng với 4.157 xem có bằng 8.923 không nha. Rồi, thử lại. Chính xác. Rồi, có em nào sai không đó? Nếu mà sai thì các em có thể sửa lại nha. Rồi, sang câu tiếp theo. 27.069 trừ đi 9.537 thì chúng ta sẽ được kết quả là 17.532. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 17.532 cộng với 9.537 xem có bằng 27.069 không? Rồi. Chính xác. Rồi, các em nào sai không? Các em đã rất là tiến bộ rồi đúng không? Không em nào sai đúng không? Rồi, vậy chúng ta sang mẫu 1B. 1B họ cho cái gì đây? Đây là gì? Trừ 2 phân số. Đây, 8/11 trừ 3/11. Đây là phân số cùng mẫu thì chỉ việc tử trừ đi tử và mẫu giữ nguyên. Và thử lại, lấy cũng như vậy, lấy hiệu cộng với số bị trừ xem có ra số trừ không. Rồi, đây sẽ bằng 8/11. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng chúng ta làm. Câu thứ nhất bằng 6/15. Chính xác không? 8 trừ 2 bằng 6. Rồi, chúng ta thử lại. Thử lại sẽ lấy gì? 6/15 hoặc là 2/15 này cộng với nhau đúng không? Hai này cộng nhau. Rồi, sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 8/15. Chính xác. Set go. Rồi. Câu tiếp theo của 1B. 7 trừ đi 1. Cái này chúng ta phải gì? Phải tiến hành quy đồng mẫu số nha. Có mẫu số chung là 12. Vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 2/12. Tức là phân số này sẽ bằng 7/12 trừ 2/12. Thì 7 trừ 2 sẽ bằng 5/12. Được chưa? Có nhiều em không hiểu chỗ này làm sao ra thì thầy nhắc lại nha. Chỗ này chúng ta phải quy đồng mẫu số thì nó sẽ bằng 7/12. Được chưa? 7/12 trừ nè 5/12, xin lỗi, 2/12 để quy đồng mẫu số chung là 2. Rồi, và kết quả là 5/12. Rồi, bây giờ chúng ta thử lại. Ta sẽ lấy thì 1/6 cộng 5/12 hay là 5/12 cộng 1/6 thì cũng vậy thôi. Rồi, và cũng quy đồng mẫu số. Đây là gì? 12. Thì phân số này sẽ là 2/12. 2/12 thì 2 cộng với 5 bằng 7/12. Chính xác chưa? Chính xác. Rồi, sang câu 1C. 1B tiếp.
đây là một phân một gì một số trừ cho một phân số. Rồi vậy ở đây thì chúng ta cũng phải quy đồng. Vậy thì đây sẽ bằng gì? 1/7. Đúng không? 1/7 hay là bao nhiêu? 1/1. 1/1 thì quy đồng đây sẽ bằng 7/7. 7/7 trừ 3/7 thì bằng 4/7. Được chưa? Đúng không? 1 này sẽ bằng gì? 7/7 trừ đi 3/7 thì bằng 4/7 nha. Cái này làm tắt nha. Rồi. Thì thử lại sẽ là lấy 3/7 cộng với 4/7. Rồi 3 cộng với 4 thì bằng 7. 7 chia 7 thì bằng 1. Chính xác. Rồi. Chưa, các em nào không hiểu phần này không? Và nếu không hiểu thì các em có thể tua đi. Tua lại hoặc gọi là gì? Xả lại. Hoặc là gì? Kéo cái thanh video lại nha. Rồi chúng ta sang 1C. 1C họ cho mẫu gì? Mẫu đây là gì? Số thập phận. Thì cũng giống như phân số, cũng giống như số nguyên. Thì số thập phần cũng lại là gì? Số trừ, trừ đi số bị trừ, bằng hiệu, bằng ngược lại, lấy hiệu cộng với số bị trừ xem có ra gì số trừ không. Rồi, ta có câu đầu tiên 7,284 trừ đi 5,596, ta được 1,688. Bây giờ chúng ta thử lại, sẽ lấy 1,688 cộng với 5,596 và bằng kết quả chính xác. Rồi, câu tiếp theo 0,863 trừ đi sẽ bằng như thế này. Chúng ta thử lại. Và mấy cái này quá đơn giản rồi, làm nhanh nha. Rồi, được chưa? Câu 1C được chưa? Rồi, mấy cái bài của 1A, 1B, 1C này quá đơn giản rồi, đúng không? Các em cứ làm theo mẫu thôi, không có gì phức tạp cả. Rồi, chúng ta đi tới bài tiếp theo. Let's go! Bài số 2, bài tìm x. Cái gì đây? Câu A, x cộng với 5,84 bằng 9,16. Các em lưu ý quy tắc tìm x buộc chúng ta là gì? Phải chuyển vế. Khi chuyển vế thì chúng ta lưu ý cái dấu. Nha, rất là nhiều em có kết quả sai tại vì cái dấu đấy nè. Đó, vậy thì nếu ở bên này dấu đang là dấu cộng thì sang chuyển sang vế bên này thì chúng ta phải là gì? Dấu trừ. Và ngược lại, nếu ở đây là dấu trừ thì sang bên này chúng ta sẽ được chuyển thành dấu gì? Dấu cộng. Được chưa? Rồi, vậy thì quá đơn giản để chúng ta tìm được ra bài này chính là x bằng 3,32. Rồi, quá dễ, đúng không? Rồi, câu B. Câu B thì dấu ở đây là dấu trừ nha. Vậy chuyển sang đây chúng ta sẽ là dấu gì nhỉ? Dấu cộng. Rồi, vậy thì chúng ta quá dễ dàng để tìm được x bằng bao nhiêu? X bằng 2,9. Xong nhiệm vụ thứ hai. Sang nhiệm vụ thứ ba nha. Chiêu bài số 3. Bài số 3 là cái gì đây? Đây là một bài toán có lời giải. Một xã có 540,8 hecta trồng lúa, tổng là 540,8 hecta trồng lúa nha. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 385,5 hecta. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó. Ôi trời ơi, chứ bài toán này giống bài toán lớp 2 thế nhỉ? Giống bài toán lớp 2 thế nhỉ? Ví dụ An có 3 cái kẹo màu đỏ và có 4 cái kẹo màu xanh. Vậy hỏi tổng An có bao nhiêu cái kẹo? Bài này có cần phải giải không nhỉ? Chúng ta có trồng tổng xã là gì? 540 hecta trồng lúa. Rồi trồng hoa là bao nhiêu? Đó, 385,5 hecta. Bây giờ hỏi cả lúa và hoa. Ôi trời ơi, giống như là gì? An có 5 kẹo màu đỏ, 6 kẹo màu xanh, hỏi An có tổng bao nhiêu? Giống bài toán lớp 1 thế. Nhưng mà khác một tí, ở lớp 5 ta nâng cấp, tức là level cao hơn. Nếu em nào chơi game thì biết level là cái gì rồi, đúng không? Level chúng ta cao hơn. Đây là gì? Cộng hai số thập phân thôi. Rồi, vậy thì cái này chúng ta sẽ giải diện tích trồng hoa là bao nhiêu?
540 trừ đi cái này thì sẽ được diện tích trồng hoa, đúng không? Bởi vì sao đây? Vì hoa ít hơn lúa nè. Đó, nên là gì? Tìm được ra hoa rồi sẽ bằng bao nhiêu? 154,5. Rồi, vậy thì diện tích trồng lúa và trồng hoa sẽ bằng bao nhiêu đây? Lúa là 540, hoa được bằng này. Thì chỉ cần làm phép gì? Cộng. Xong. Chiu. Rồi, tạm biệt các em thân yêu, tạm biệt các em thân yêu nhé. Thầy và trò chúng ta chia tay chỉ tạm thời à. Nhớ năm sau quên, gặp lại video sau nhé. Oh, bye bye.